Cái gì của ông Caesar thì hãy trả lại cho ông Caesar. Cái gì của các vị kinh hay là những con cái của ông Japheth thì hãy trả lại cho họ. Và cái gì là của các vị đàn ông dân tộc Do Thái của chúng ta, quý vị sắc tộc của chúng ta thì hãy trả lại cho họ nha, bọn con đĩ.